Sốc phụ kiện 390 xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay shop lên video giới thiệu cho anh em mẫu giảm thanh Sumo cho súng Kondo anh em nhé. Mẫu giảm thanh này chuyên dụng cho súng Kondo. Thì vì sao mình nói là nó chuyên dụng cho súng Kondo? Vì nó có thêm cái định tâm điện phối anh em nhé, có thêm cái định tâm điện phối để anh em chơi Kondo. Vâng, thì mẫu giảm thanh Sumo này là đời mới nhất của năm 2023 anh em nhé. Thì có hai mẫu là Phi 35 và Phi 30 để cho anh em lựa chọn. Vâng, trước khi giới thiệu chi tiết về cái sản phẩm này thì shop sẽ lướt qua về cách thức mua hàng của bên shop nhé. Bên shop ship hàng CD đồng kiểm trên toàn quốc, là khi hàng đến với anh em thì anh em được bóc ra kiểm tra hàng đúng sản phẩm thì anh em được nhận nhé. Nếu không đúng hàng đúng sản phẩm, anh em có thể hoàn trả về bên shop. Để thuận tiện hơn trong việc mua bán, anh em cứ gọi điện trực tiếp số điện thoại shop để ở góc màn hình. Vâng, thì giảm thanh Sumo thì như mình nói là có Phi 30 và Phi 35 anh em nhé. Phi 30 là Phi 35. Thì cái Phi 35 thì đường kính của Phi 35 nó sẽ to hơn Phi 30 anh em nhé. Nhưng riêng cái Phi 30 thì nó lại dài hơn một chút. Đấy, thì tiện nữa mình sẽ quay chi tiết ở bên trong nó có những cái gì hay, những cái gì ưu điểm anh em nhé. Thì mình sẽ công khai giá luôn cái giảm thanh Sumo Phi 35 và Phi 30 đồng giá là 350.000 đồng cộng thêm 30.000 tiền ship nữa sẽ là 380.000 đồng em nhé, là 380.000 đồng. Hàng miễn phí ship được kiểm tra. Đây em, Phi 35 thì đường kính là 3,5 cm, Phi 30 thì là đường kính là 3 cm em nhé. Giá đồng giá là 380.000 đồng, hàng miễn phí ship được kiểm tra. Đây, trên đây là mình đã bóc ra hai cái bộ ruột của hai cái giảm thanh Sumo. Thì giảm thanh Sumo lúc nào cũng có cái định tâm liền phối đi theo. Đấy, có định tâm liền phối đi theo. Thì anh em chơi Kondo thì cái định tâm liền phối này giúp đồng xâm đồng trục, tránh cái tình trạng là bị va vách anh em nhé, tránh cái tình trạng va vách. Và cái mẫu mới nhất của năm 2023 này nó có gì mới? Đầu tiên nói về cái mới đầu tiên, nó là cái định tâm liền phối này có thiết kế 4 cái rãnh để lùi khí về sau anh em nhé. Thiết kế 4 rãnh anh em có thể nhìn thấy và bắt trực tiếp này. Đấy, 4 rãnh này khi bắn hơi nó có thêm cái khí nó lùi về sau, giảm thanh giúp giảm thanh này triệt âm cực kỳ êm như chó thở luôn anh em nhé. Đấy. Đấy, có 4 cái rãnh lùi khí, cả Phi 30 và Phi 35 đều có 4 cái rãnh này anh em biết. Phi 30 và Phi 35 đều có 4 rãnh này. Nói về giảm thanh Phi 35 trước anh em nhé. Giảm thanh Phi 35 đây anh em thấy. Bây giờ cái đời mới của năm 2023 có 7 vách nhé anh em nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giảm thanh Phi 35 sẽ có 7 vách, còn giảm thanh Phi 30 nó vẫn còn 5 vách anh em nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Thì riêng nó về cái vách nó hơn hai vách, mình khẳng định Phi 35 là êm hơn Phi 30 một chút anh em nhé. Nhưng nhiều anh em vẫn thích nhỏ hơn, anh em có thể chọn Phi 30. Đấy là tùy vào cái sở thích của anh em. Cái này giảm âm đến 95-96%, thì cái này giảm âm đến 93-94%, nó hơn nhau một chút xíu thôi. Thì cái lỗ thoát đạn đây, anh em xem lỗ thoát đạn. Đấy, lỗ thoát đạn. Đấy, giảm thanh Phi 35 là lỗ thoát đạn là 8 ly, giảm thanh Phi 30 lỗ thoát đạn là 7 ly. Thì giảm thanh Phi 35 này anh em chơi đạn 4.5 này, 5.5 hoặc 6.35 đều ok hết anh em nhé. Còn giảm thanh Phi 30 đấy, chơi 4.5, 5.5, nếu mà anh em chơi 6.35 thì anh em phải căn chỉnh sao cho nó đồng tâm đồng trục rồi mới chơi giảm thanh Phi 30 anh em nhé. Đây là vách nhôm, là vách nhôm anh em nhé. Tất cả vách nhôm của Sumo là vách nhôm đúc. Đấy, vách nhôm đúc. Trên mỗi vách là có hai lỗ thoát khí lùi. Đấy, anh em lắp vách vào này. Đấy, trên mỗi vách là đều có hai lỗ thoát khí. Đấy, anh em xem nhé. Đấy, vách là vách đúc, vách nhôm đúc anh em nhé. Thì còn hai cái khúc này, hai khúc này. Đây ở cái phúc giảm thanh Phi 30, 35 là có miếng nhựa này, anh em biết miếng nhựa này. Đấy, là anh em có thể định tâm đầu lòng súng luôn. Định tâm đầu lòng súng, anh em có thể đẩy lên đẩy xuống được anh em nhé. Lấy cái vật thì cực cứng anh em có thể đẩy lên đẩy xuống được.
coi như là nó là cái định sâm đầu cành luôn. Đấy, đây là phi 35 này. Đấy, còn đây là phi 30 anh em nhé. Đấy, đồng giá hết là 380.000 đồng, hàng miễn phí ship để kiểm tra. Đấy, anh em là mua cứ alo số điện thoại shop để góc màn hình. Anh em là chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh giúp shop nhé. Vâng, thì video của shop cũng xin kết thúc tại đây. Shop cũng xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc nhé.